Thưa quý vị, Thị ủy Kiến Tường vừa tổ chức hội nghị Thị ủy lần thứ 12 nhằm tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Thị ủy năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm. Trong năm 2022, thị xã Kiến Tường có 14 trên 14 chỉ tiêu đạt và dược. Nổi bật là sản xuất nông nghiệp được chỉ đạo chặt chẽ, phát triển theo hướng chất lượng cao. Trong đó, sản lượng lương thực đạt hơn 180.860 tấn một năm, đạt hơn 106% nghị quyết. Tính đến ngày 30 tháng 11, 2022, thu ngân sách nhà nước đạt 124% kế hoạch thị xã và đạt 153% dự toán tỉnh giao. Hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt khoảng 92%, đạt gần 101% chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 25,54%. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm đã phân tích, đánh giá một vài tồn tại hạn chế và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2023. Trong đó tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thị xã lần thứ 12, thực hiện có hiệu quả đề án mỗi xã một sản phẩm theo quyết định 919 của Thủ tướng Chính phủ và quan tâm chỉ đạo chặt chẽ về quy hoạch đất đai, xây dựng, nhất là công tác quy hoạch và thực hiện chương trình phát triển đô thị thị xã.